đấy nhá. Cứ kêu đấy nhá. Thấy chưa? Đấy, hot boy anh già rồi. Anh thì già rồi nhưng mà còn có hot boy các em nó trẻ, khỏe, nó đẹp. Xin chào Trần Văn Đào, Nguyễn Hoàng Khang. Có việc gì cái gì chịu nhắn cái này anh Minh Vũ ơi, em nhắn thế anh chịu đấy. Thế Hạnh có Tùng Vàng không anh? Có anh Tùng Vàng có vào không Huấn? Lần đầu biết đến anh Đài Trang, cảm ơn em. Hoàng Đức Nhân, comment chạy nhanh quá mình không chào được thì mình sẽ chào lại nhé. Ok, Quang Long xin chào em. Đài Trang Vũ rất vui gặp anh ơi. Hoàng giúp anh em vào bờ. Ok, xin chào Bình An, xin chào em gái Bình An nhá. Đỗ Đăng Hiếu, cháu chào thứ nhất ạ, cảm ơn. Hồ Xuân Tâm, đấy thấy chưa, đây mấy thằng em này đẹp trai chưa vợ này đấy, các bạn đấy thì gặp chưa vợ nhá, anh già rồi thì đừng, không còn mơ mộng gì nữa đấy, đẹp trai chưa vợ, trong như pha lê, mắt thì cầm thạch, đẹp như ngọc, to cao đẹp trai, bố đảng viên, mẹ hiền nhất xóm, đạo đức to như gạch để trên chán, đứng đắn như cây cột điện, chưa một lần bắt tay ai, xin mời các đẹp đẹp gái đâu hết cả rồi, đây cái em tôi rất hot boy, chưa một lần nắm tay ai nhá, phụ nữ nhá, nếu ai có hạnh phúc được nắm tay đi trên con đường thì ok. Chủ tịch nhất vẫn phong độ. Ok, cảm ơn em, đêm nay soi gương suốt đêm không ngủ đâu. Trời luôn. Dân chơi Thường Tín 29 chào anh Bảnh. Ok, thay mặt anh em chào tất cả anh em 29. Long Hoàng, chào chủ tịch nhé, cảm ơn rất nhiều. Vi Oanh chào em, kêu tên em đi. Anh chào Vi Oanh, chào cả nhà Vi Oanh, cả bạn Vi Oanh nữa, xin chào. Đỗ Hương xin chào. Diệu Bùi Bi xin chào. Em chào tất cả anh em nhé, ok, thấy chưa? Chào anh Bảnh nữa nhé, ok. Bảnh chào mọi người nhá. Đấy, rực rỡ chưa? Đấy, một ca tư rồi, mỗi anh em chia sẻ cho nhau một cái nữa lên cho nó rực rỡ đi xem nào. Hôm nay cho duy nhất lên tận mấy đỉnh cao xem nào, của thế hệ xem nào. Chúc anh Huấn buổi khai trương thành công rực rỡ nhé chú, ok, cảm ơn. Thấy chưa? Đấy, toàn đẹp trai đẹp gái hết nhá. Đấy. Bạn gái đến từ Vũng Tàu Audio, xin chào, cho một tràng vỗ tay, không cần xấu hổ, quay mặt ra đây, rất tươi đẹp, thấy chưa, đấy, xin chào, thấy chưa, bạn gái đẹp chưa, Ngọc Châu, anh Bảnh, chào em đi, ôi giời, được còn anh chào Ngọc Châu nha, người hâm mộ, fan hâm mộ đấy, Vi Oanh, chào anh nhé, cảm ơn em, Nguyễn Minh Vũ, chào anh nhất, chào em Bảnh nhé, rồi, Vũ Xuân Toại, anh nhất, nay hài quá, ok, hôm nay anh được ngày nổ, anh nổ cho tung, cái gì, thì các anh, đúng rồi, chỉ có anh có vợ rồi thì thôi anh mới nặng yên, anh không nói như các em ấy. Trường Phạm xin chào, Liễu Dũng xin chào, đấy, toàn anh em fan hâm mộ đấy, thấy chưa, đấy Khá Bảnh chưa, đẹp trai chưa, nếu cô nào lấy vào anh Khá Bảnh là cũng tương đối đấy, xuân xít đấy, tung tăng trên con đường đấy. Đấy, xin chào sát thủ, nhảy đi anh ơi, sát thủ mình nhảy giờ kỳ quá, hôm nay không nhảy, thấy chưa, Đoàn Cường, anh chào em đi anh nhất, tôi chào Đoàn Cường, anh chào cả gia đình Đoàn Cường. Hoành tráng quá anh ạ, à. Lúc nào cũng hoành tráng, anh hoành tráng thôi. Trường Phạm. Đấy, hôm nay có toàn ngoài tất nhá. Chào anh nhất và anh Bảnh, Mai Đình xin chào. Anh Bảnh chào em 16 đi anh, rồi thay mặt anh Bảnh anh chào dùm, Bùi Thiên Dũng chào em. Hôm nay anh đẹp trai quá. Ngọc Nhi Dương xin chào. Đài Trang Vũ, anh chủ tịch già rồi mà xoái ca quá, ui giời, sướng quá anh, vuốt tóc cho chạy có cơm chưa anh yêu chưa, tí nữa em chào anh Bảnh và tất cả anh em nhé, cảm ơn em rất nhiều. Anh chào Trạch Ti nhé. Chí Chuẩn, chúc quán chú anh luôn đông khách. Chưa say. Chưa có nhậu gì đâu. Anh Nhất cho hỏi Khá Bảnh có phải em trai thì bảy bà em giang hồ, tên giang hồ chẳng thế, nói hay đẹp chữ hay thế thì nói Khá Bảnh ngoan. Bùi Tiến Dũng chào em đi, chào Bùi Tiến Dũng. Nguyễn Hương, anh Bảnh chào em 16 cái nhỉ, rồi.
chào tất cả anh chị em có mặt bữa khai trương nha. Thôi cảm ơn em rất nhiều. Anh em nào mà không tới được thì thay lời muốn nói hôm nay chia sẻ cho lên tường cái, lên nhóm một cái. Coi như là lời chúc mừng khai trương của Huấn Hồng Bùi Xuân Hấn chính thức tên cúng cơm. Liễu Dũng, anh Bảnh chào em đi, Liễu Dũng. Chào Liễu Dũng nha, Liễu Dũng này. Peter Thâu xin chào. Tất cả anh em của anh Nhất nha. Anh trai lấy vợ à? Không, anh trai bây giờ còn được lấy vợ nữa đâu. Đây có các em anh đấy chuẩn bị. Hôm nay giảm ngó khá bảnh. Nhà trai đến mang chầu đến nhà gái khá bảnh. Hùng Kè xin chào. Nguyễn Dương, anh Nhất chào em. Cái rồi anh chào em. Nguyễn Phạm Đức Toàn chào em đi anh Bảnh ơi. Bên Tư Thâu xin chào. Đây các bạn thấy chưa? Chào ông bạn Khá Bảnh nhé. Tùng là Tùng Lắc này. Chào ông bạn Khá Bảnh. Tùng Lắc. Chào Tùng Lắc nhé bạn ơi. Phạm Lan Sơn, anh Bảnh chào em đi. Dương Lan, anh trai lấy thêm vợ à? Không, anh không làm gì có được lấy vợ đâu. Quyền mỗi người được có một người thôi. Có em anh là nó chưa. Em đẹp gái thế thì cứ đấy liên hệ với lại Khá Bảnh đi. Khá Bá Ngô đi là. Trình Xấu Trai chào em. Em chào em cái đi anh ơi. Ok Thanh Minh xin chào em. Mimi xin chào. Ngọc Lan Lan xin chào. Liễu Dũng, mỗi một lần vào xem live anh Bảnh mà không chào em. Anh Bảnh anh nhiều quá, có nghĩa là có nhiều con mầm nó chạy nhanh quá. Chứ không phải là anh ấy là khinh các bạn đâu. Vì con mầm nó chạy nhanh quá. Anh ấy là hot boy mà nó chạy nhanh cho nên là không chào được. Thì mong mọi người cũng thông cảm chia sẻ cho anh ấy chứ. Làm sao trách những cái đó thì khó lắm. Anh đâu có hot được, nó chạy nhanh quá như này, nhiều lúc comment nó chạy nhanh quá, anh chào không kịp thì mong mọi người thông cảm. Thấy anh như chú rể, ok Hương Lan. Anh lấy của anh là phê Đức Mạnh đúng không? Anh á, anh là Nguyễn Duy Nhất. Anh tên cúng cơm luôn, Nguyễn Duy Nhất luôn. Đức Cường chào em. Dương Quang Chiến, xin chào. Ba Sẹo, xin chào. Anh Nhất phát tài phát lộc nhé, cảm ơn em. Trần Quang Khải chào em. Diệu Huy, em muốn lấy chồng... rồi Bảnh ơi, muốn lấy chồng rồi Bảnh ơi, đấy thì cứ xin mời vào. Em là Nguyễn cái gì đấy? Em là Sơn Nguyễn à? Không phải à? Rồi Đức Mạnh chào anh Bảnh, Bảnh chào em đi. Rồi Sơn Levit xin chào, chào cả nhà. Juni Bảo Hân, toàn tên đẹp, thế này toàn đẹp trai đẹp gái, thế này chết người. Hoàng Huy xin chào, cảm ơn em. Thắng Móng Ngựa, chủ tịch này đẹp trai thế, cảm ơn em. Hòa Văn, đọc hết những từ ngữ của mọi người đàng hoàng nhá. Thuốc Đại học Y Dược, em chào anh, cảm ơn. Dương Đức, chào bạn khá nhé, cảm ơn. Thiên Nguyễn xin chào. Chủ tịch Giang Hồ xin chào. Sự kiện to thế này mà không có ơi dễ để bậy bạ anh Trường anh tới giờ Trường ăn trực bạn nói chuyện anh em đây là những 2000 thời gian thời đại này là 4 cộng rồi anh em mình nói những lời hay ý đẹp đi nhẹ nói khẽ cửa duyên không bao giờ chúng ta nói những cái chuyện gì mà không ai. Phúc Thịnh xin chào. Đấy ít ra như thế. Khá Bảnh nhảy cái đi anh. Ôi không, chưa ăn chưa nhậu thì chưa nhảy được. Dương Mister xin chào. Nguyễn Kim Cương xin chào. Ố Cậu Bảnh xin chào. Triệu Quang Công ố Cậu Bảnh. Quân Anh. Dương Nguyễn Phương em chào anh Bảnh với anh Nhất nhé, cảm ơn em rất nhiều. Hàng Hà Trang xin chào. Na Cường xin chào. Đặng Văn Tuyên, chú Dung Trọng Hà Nội có mặt không chú Tịch? Không có ạ. Chú Dung này bận. Em chào anh Nhất. Dương Mít Tuấn em chào em. Diễm Trinh xin chào. Phúc Thịnh hello, mỗi anh em chia sẻ cho Nguyễn Duy Nhất một cái cho nó rực rỡ đi. Cho em nhậu với anh trai ơi. Ok Phúc Thịnh ơi mời em. Phạm Văn Sơn chúc anh Huấn thành công. Ok em. Công Trọng đến đâu rồi Công Trọng ơi? Tuấn Hà xin chào. Tuấn Hà cảm ơn Tuấn Hà nhiều. Hồng Tuấn xin chào. Huỳnh Văn Phát xin chào. Hoàng Biểu xin chào. Anh quay hết đi anh, ok. Đấy, quay hết. Đấy, nhìn thấy Mr. Dũng.
Đấy chưa? Đấy, chưa vợ nhá, các bạn nhá. Anh Nhất bảo anh bảnh AD em cái ơi gì thì em cứ vào đi thì anh bảnh anh yêu mến à. Em cứ chia sẻ với lại gì cho anh ấy là anh sẽ comment ngay. Đấy, em bảo anh bảnh rồi, anh bảnh AD em cái hả đúng không? Rồi Liễu Dũng là đẹp trai đúng không? Chuyên môn chia sẻ đúng không? Rồi anh sẽ nói Khá Bảnh sẽ AD em cái nhá, ưu tiên cho em cái đầu tiên. Rồi. Em AD đi em cái hâm mộ em lắm, lần nào lên cũng chào rất nhiều. Trường KK xin chào. Trong nữa anh ấy sẽ AD em. Liễu Dũng, nhớ Liễu Dũng nhá. Quan hâm mộ cũng nào chia sẻ rất nhiều. Trịnh Tiến Hùng xin chào. Nóng quá anh nhỉ? Nóng, hơi nóng. Đấy. Đấy Khá Bảnh là hot boy nhất Bắc Bộ. Còn Huấn Hoa Hồng là hot boy nhất hot boy chung Nam Bộ này. Rồi ta sẽ đi làm cho mày hai anh em này. Đấy anh em mình đang chụp ảnh á. Không mà cho tao sẽ đi làm bắt đầu live stream mày. Rồi lên xe lấy lên VIP xong ngồi hai anh em live stream tập trung chia sẻ thôi đúng không? Chia sẻ chán mà không thèm AD em đã liêu đúng đúng rồi có tí nữa anh Bảnh em chơi đó. Em ưu tiên cho em chia trai này đi, yêu mến em lắm. Liễu Dũng đây, anh Bảnh ngồi đây. Ngay luôn livestream em kết bạn em luôn. Đây Liễu Dũng đây, anh đang giữ comment này, ưu tiên cho em chơi nhá. Không người nào cũng nhiều rất nhiều người mà bảo anh ý. À đây là đây, đây Liễu Dũng ưu tiên cho em Liễu Dũng. Đấy chia sẻ 5 lần. Và nhắc anh Bảnh 4 lần. Tí nữa anh livestream là nhớ chia sẻ cho anh ấy nhá. Đây anh đang tìm em Liễu Dũng, đây. Đây à. Em thấy không? Thấy chưa? Rồi. Đùa tao. Có rồi, em có rồi đấy. Kết bạn rồi. Ok em, được Liễu Dũng ok nhé, cứ nhớ em là ok rồi anh ạ, ok. Đấy, kết bạn em rồi nhá. Thắng còi, chúc mừng anh, các anh nhé, ok. Hòa Văn, anh Nhất ơi, kết bạn Facebook của em nhé, ok. Trong nữa anh livestream xong anh sẽ kết bạn với Văn Hòa Văn nhá. Huỳnh Anh, chào em đi, ok Huỳnh Anh. Giang F, anh Bảnh chào em đi anh, úi giời. Trông em rất gấu, đầu trọc đeo kính, mày rất thư sinh. Anh Bảnh chào em cái, ok. Thôi Nguyễn Hương ơi, rồi anh Bảnh anh thích ai anh ấy sẽ kết bạn. Chứ là như này nhiều người bảo anh kết bạn thế này làm sao mà. Quan Chủ tịch. Quan Chủ tịch là đó. Xin chào Quan Chủ tịch nhá. Chảnh Bi xin chào. Alo. Nguyễn Hàng Bảo Nhi. Fan cứng lâu rồi. Rồi fan cứng lâu rồi. Anh biết rồi. Hùng Tôn xin chào. Anh Nhất live stream mày là em đi cứ để giờ. Anh biết em có lô em âm về đi cứ lợi em để xong khi nào. Anh này hôm nay là